Thưa quý vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt, nơi tiếp nhận và điều trị các trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương, chủ yếu do tai nạn giao thông và những trường hợp bệnh lý nặng, phức tạp. Kỹ thuật ghép tạng được coi là kỹ thuật đỉnh cao nhưng đã được thực hiện thường quy trong nhiều năm qua tại bệnh viện. Và năm 2020 cũng là năm mà bệnh viện ghi nhận nhiều kỷ lục trong lĩnh vực này. Đây là thông tin được bệnh viện công bố vào sáng nay 24 tháng 12. Nếu như năm 2019, Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công một loạt ca mổ lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, trong đó có hai ca ghép rất đặc biệt, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, thì năm 2020 tiếp tục là năm bệnh viện ghi dấu thêm những kỷ lục. Trong 13 ngày, kể từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9, bệnh viện đã ghép thành công 23 tạng, trong đó có 8 ca ghép thận từ người cho sống, 15 tạng từ người cho chết não. Ngày 28 tháng 9 năm 2020, bệnh viện xác lập thêm kỷ lục mới với ca ghép thận thứ 1.000 cho nam bệnh nhân 49 tuổi ở Hà Nội có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thành công thứ 1.000 được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kể từ ca ghép đầu tiên vào năm 2002. Thực hiện cái phương châm mà bệnh viện đã đưa ra trong cái đại hội công nhân viên chức từ năm ngoái là trình độ phải chuyên sâu, thiết bị thì hiện đại, phong cách phải chuyên nghiệp và chăm sóc tận tình. Đấy là bốn cái phương châm mà bệnh viện đặt ra để mà làm sao cho cái việc mà hoạt động của bệnh viện càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, càng ngày càng tốt hơn. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, các cá nhân bệnh viện như danh hiệu Anh hùng lao động, giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Bình Giang, bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện, cũng như nhiều cá nhân, tổ chức khác trong bệnh viện.